ghế Thanh Hóa thì sẽ có thể lên ghế suối Cái Thần Cẩm Thủy mới vô cổng. Đây là đường vô. Hai bên bán đồ rất là nhiều. Ở đây đang ghế mua bánh. Ngon. Ông chua này làm quà được. Bao nhiêu? Bao nhiêu? 18 được luôn ạ. Ra ăn được bao nhiêu chiều ăn được bát cơm. Lò nướng bánh. Này là ít người. Bỏ vô bao nhiêu phút thì nó chín cái bánh em? Vì thôi mình để cái nhiệt độ này. Bánh em cũng hay. Cái hỏi chị. Không ngọt, không bán mặn. Đúng rồi. Con đẹp. Đây, yếu nè. Đang nở nè. Nó nở rồi đó. Suối bên này nha, có ké dưới nè. Cá cực kỳ to. Cá này cỡ 5-7 kg á, trở lên á, không nhỏ hơn đâu. Nó ánh cái mặt trời nó thấy. Cá này người ta không có ăn nhau mà. Nhiều lắm, quy một lần cuối rồi đó. Đó là toàn bộ là ké hết nha. Đây là cuối rồi nè. Đây, lượng cá rất là nhiều. Cái loại nước tường con, có mấy loại nước con. Nãy giờ quay rồi đó. Thế là con cho biết đây là hang động lạc lắm, đâu có hàng dùng bánh ra thôi. Và bằng hành cũng sao. Hạt lòng. Đó. Đó. Thank you.
đây có cái đường vô hang lên động. Giờ mình sẽ lên động. Cái túi hồi nãy là ban ngày là cá đi ra ngoài, còn ban đêm là cá sẽ chui vô cái hang. Mà cái cuối con chuối nãy là chui vô hốc đá. Núi này toàn đá. Rồi, đây là cửa động. Thế lấy cái đèn mà đi này anh ơi. Không cần người dẫn thì đi, thuê lấy cái đèn mà dọi này anh ơi. Dọi cảnh trên cao có đèn thì mới thấy trời nhẹ, vào trong động rất là tối. Nếu muốn quay thì thuê lấy cái đèn mà dọi này. Trong này mát. Trong động này mát cho được. Trên này thạch nhũ. Đây. Động đất không? Có cái mùi gì thơm thơm nè. Rộng rồi nhá. Động tối. Mấy đèn này không đủ sáng. Không đủ chiếu sáng. Thôi đi cho biết quen được đúng không? Chỉ những chỗ nào có đèn. Trời, buổi tên tối tình lâu. Di tích con người cổ xưa. Thiên tinh. Trong cái ngồi bình Hà Long này nó cũng sẽ có những gì. Em còn tới bãi này là xuống trong cái giếng nước đó. Em gọi nó xem. Mình có thấy nước không? Không, rác. Hơi đất à. Thường ở trong này nó không có dơ lắm. Còn cái đó là cái chất gì ta? Là sáng nó lấp lánh lấp lánh. Về chỗ thắp hương. Dâng cúng. Tới cửa hàng. Người ta nói ở cái suối cá nãy là tùy ngày, có ngày là cá ra ít, có ngày cá ra nhiều. Đáng lẽ cái bữa nay mình đi là cái mật độ cá gì đó là khá là thưa á, là ít á, có ngày còn nhiều hơn, cái to hơn. Thấy trong đó có mấy loại cá khác nhau nữa, cá người ta phóng xanh. Cái đá ở đây nó hay hơn, nó như san hô. Đó, quay trong mát có thấy được chứ. Nắng chiếu nó ánh cái mặt nước không có thấy có. Rồi, suối cá thôi.
bị đi điểm tiếp theo. Đi đâu rồi tới nơi sẽ biết. Rồi đây thì đã tới Bù Luông. Bù Luông ở Thanh Hóa như Tây Bắc vậy đó. Thấy đồ mặt sao không? Đồ mặt sao núi. Núi ở đây là trên núi là tre không nha. Ở đây người ta cái loại đó không phải là tre mà là cái ống đó, gọi là cái gì á, mà anh em với tre hớp đồ lộ ô rồi đó. Đây phía bên này là nhà nghỉ của người ta hôm tây á. Vé ở đây cũng khá là cao, vé phòng khoảng 1 triệu, hơn 1 triệu. Nãy giờ đi dạo để mà đi điêu giá phòng để mà ngủ lại. Vé ở đây nó trời đó, trên trời đất tùm lum hết vé nè, rồi mà điêu vé thử kiếm cái nào rẻ mà view được xíu mà ngủ lại. Đoàn chúng tôi đang dịch chuyển sau khi để đặt phòng, một lát nữa sẽ quay phòng sau. Bây giờ đang dịch chuyển trước khi trời tắt nắng, dẫn đầu là ông già. Hướng này mới lấy rồi. Phù luôn, luôn lên phù luôn mà muốn buông luôn cái lù, lên phù luôn mà muốn buông luôn cái lù. Đấy, view đây mà. À, có bắp, có lúa, có cây. Cây gì? Cây luôn. Ruộng bậc thang đây này. Khách gì Tây Bắc Mono, Bali của Việt Nam đó. Gần lắm một con trâu hả? Với cây sáo. Nhích cái lách. Rồi giờ mình sẽ review sơ cái homestay mình ở. Đây là cái view trước nha. Đây view trước đây. Rồi mình đi vào cổng Lào. Phù Luông Free House. Đây nhà cái tên homestay. Hơi tối xíu. Free House. Đây, ở đây toàn là nhà sàn thôi. Phòng mình ở là phòng này. Đây, đó. Phòng chuối nè. Người đang chuẩn bị bữa tối. Có khách tây nha mọi người. Rồi giờ mình sẽ đi vào một vòng, bước xuống cái vườn này cho coi. Bên này là nhà dân, có cái hồ này, hồ nước cá. Dâu nang đây. Rồi dạo một vòng đó. Đây đây nó view
Mê chưa? Có hoa. Tối đây đây ngồi uống cà phê nha. Mũi chích thí bà luôn. Cà phê nấm mèo à. Hoa. Một vườn hoa. À, có cây cà chua này. Cà chua trắng này. Ờ, dưới đây là bắp. Ờ, vườn hoa, còn đây là ruộng nè. Mấy bên kia là mấy cái nhà máy kia, là homestay khác. Cà chua. Và đi dạo một vòng nhá. Đây là mấy phòng khác nè. Hoa ơi là hoa. Hoa ngũ sắc đây đây. Rồi đi về tiếp. Bên này hoa mới trồng. Rau lang nha, có một lan này. Tối nay ăn cơm với rau lang luộc. Trời đang sắp tối dần. Hoa này quen quá nè, không biết tên. Hay những cái kiểu phòng à. Rồi giờ có mấy xích đu rồi. Cây mọc xen kẽ trong mấy ngôi nhà luôn nha. Trong mấy bungalow luôn rồi. Dưới những cái tầng sàn là những có bộ bàn ghế nè. Đây hồ bơi đây. Vì nằm giữa cái đám cây cho nên cái hồ nó hơi dơ xíu. Cái hồ chuối đó lại trước rồi. Bữa tối cho mình á hả? Rồi bữa tối cho mình sẽ nằm ở đây. Đây đèn led. Đây calorie đây. Hoa chuối này. Đó. Cái tầng mình ở dưới cái sàn này nè. Trên sàn này. Mini bar. Rồi giờ sẽ review phòng nha. Phòng ở đây. Đấy, thấy rừng rú chưa? Toàn là thổ cẩm không nè. Đấy, có gạt con rê đó nè. Rừng rú chưa? Nhà sàn nha. Đây là gương, tủ quá đồ, giường đây, cái này là điện ngủ. Này là điện ngủ.
tối mắt mùng nè, có mùng chứ không tối, mũi chích thứ ba luôn. Còn cái mùng này là mùng tròn. Đây, tối ngồi đây cà phê nhìn ra nè, xung quanh là kính hết nha mọi người. View view nhìn ở kia ruộng đó, chỗ vườn hoa hồi nãy á, có trang bị mấy quạt, không có mấy lạnh đâu, khăn vỏ trong cái này nha. Khăn bây giờ là 6 giờ tối, 6 giờ chiều. Nhưng mà trời vẫn còn tinh mơ ha. Từ thành phố Thanh Hóa mà mình chạy lên trên trên Bù Luông này là mình đi cái hướng qua biên giới để đi qua Lào. Cách thành phố Thanh Hóa khoảng 130 mấy cây á, khoảng 130 mấy cây là mình đi, nhưng mà mình phải đi lên lên, nó cứ chạy lên núi núi núi, đi khoảng mất tầm phải 3-4 tiếng, có thể hơn, nếu mà mình chưa biết đường có thể hơn, phải trên 4 tiếng. Đây, Bù Luông thì chỉ có ruộng bậc thang rồi, nó giống như Tây Bắc hay gì bác, mình đi lần này không khác gì Tây Bắc hết. Mọi người hay gọi nó là Bali thứ hai của Bali của Việt Nam á. Đây, buổi tối nay dessert xoài, cơm có trứng chiên, su ngâm chua, su chua, su su xào, su su xào, thịt kho tàu, thịt kho tàu, và canh bí đỏ. Đi đó thôi, ngoài đường đó. Dạ. Rồi buổi tối ở đây xung quanh này kêu toàn là tiếng ếch nhái thôi, tại vì khát ruộng. Rồi mình sẽ quay cho mọi người thấy, để thấy đèn. Thấy thì quay nó hơi tối. Dưới cái sàn nãy chỗ mình ăn luôn cơm. Trên phòng giờ có điện rồi nè. Sáng. Sáng mai mình sẽ quay cho mọi người cảnh bình minh. Trời đang là 6 giờ sáng ở Bù Luông. Trời sáng nay chưa thấy mặt trời, trời đang mù. Trời thì lên rồi nhưng mà sáng nay trời bị mù cho nên không thấy mặt trời. Sương, sương mù trăng lưới á. Mọi người ra ruộng sớm nha, người đồng bào á, người dân ở đây. Rồi chuẩn bị ăn sáng đây, là đồ ăn sáng đây nè. Sáng đi ăn mì nhé, mì trứng. Chiều chưa đã, chỗ ăn sáng nè. Đó. Đó. Là xin khói vây bên. Đấy, chỗ ăn sáng đấy. Rồi bây giờ mình sẽ chào tạm biệt cái hôm tay. Let's go, đi những điểm tiếp theo.